Dạ, con chào chú nha. Rồi, dạ, dạ. Mấy bữa nay chú khỏe không? Cũng trời chuyển đau con đi chú ơi. Dạ. Con gắn cái mic vô một chút nha. Hôm nay con cũng đến thăm chú một chút này ha. Dạ. Dạ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của chú mấy bữa nay ra sao? Dạ. Cô ở nhà đó chú ha. Dạ, cô có ở nhà đó. Dạ. Chú lại này, chú ngồi đi chú, con thấy chú. Dạ. Trời ơi, khổ. Đi cũng khổ. Dạ, đây là hoàn cảnh của chú Ôn quý vị ơi. Hoàn cảnh của chú thì rất là đáng thương luôn quý vị. Gia đình của chú thì bị sét đánh cả nhà. Bây giờ cái hậu quả để lại rất là nghiêm trọng luôn. Cô ở đâu chú, có thể là cô gọi về cô. Mẹ ơi. Ơi, dạ, con chào cô nha. Dạ. Gì thế con? Dạ. Gần vô luôn cho dễ quay. Tốt rồi. Dạ, dạ. Dạ. Đây cả nhà ơi. Cách đây khoảng 10 ngày thì hãy có quay chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chú Ôn quý vị ơi. Gia đình của chú thì hãy cũng xin tóm tắt lại cái câu chuyện một chút ha, để cho cô chú anh chị theo dõi biết rõ hơn. Ví dụ như cô chú anh chị video đầu không có xem thì có thể xem video này để biết hơn ha. Gia đình của chú bị sét đánh cách đây tầm khoảng mấy năm rồi chú Ôn? 24 năm ơi chú ạ. 24 năm. Thì cái hậu quả để lại bây giờ thì quý vị thấy rằng là ai cũng bị những cái vết thương rất là đau lòng quý vị. Như cô thì vợ của chú quý vị, thì phần nửa người bên này quý vị, bên trái thì bị dạ hư hết da, giờ nó cứng như cục đá gì cái gì vậy? Nhìn vậy đó nhưng mà nó cứng như cục đá vậy đó, cứng không có bóp vô được luôn. Không có dốc. Dạ. Bà nứt lát. Dạ. Chân nhận ra. Chân tay cũng cứng. Cái chân bên này cũng cứng luôn cô hả? Cứng, cứng ngắt là. Dạ. Nửa bên đây nặng nặng thôi. Dạ. Còn đây là con của chú quý vị, từ lúc mà bị sét đánh bây giờ thì đầu óc cũng không được bình thường. Lúc đó bị thì mấy tháng tuổi á gì? Mười mấy ngày cô ha? 15 ngày tuổi. Dạ, 15 ngày tuổi. Tay chân giờ thì cũng bị co quắp rồi, bị một bên này thì nó nhỏ quý vị. Con trai thì bị một bên này. Phải. Bên phải. Chị cho bú. Chị ôm nhiều vô chứ không đâu cũng cháy rồi. Dạ. Ôm đang cho bú. Đang cho bú là bị luôn đó. Bú. Chị ôm vô đây, bên đây là chị ở dưới úp lên người hát đây này. Nên là con bên đây người đại hát là hát cho hát mới sống rồi đây. Chứ không thôi thì cũng cháy rồi. Dạ. Hát sống cũng đa đáng. Bây giờ thì cũng bị khuyết tật quý vị, đầu óc thì cũng không được bình thường. Còn đây là chú Ôn. Chú Ôn hình như là chú bị nặng nhất đúng không? Dạ. Thấy là chú bị trên tay của chú là cắt bữa giờ nhiều lần phẫu thuật rồi đấy, mà cứ tới diễn miết đây nè, 24 năm mà để cứ lỡ đi lỡ lại. Sợ nhất vô mùa mưa. Chân giò khổ. Cái chân của chú như vậy đó quý vị, nhưng mà chú vẫn đi bán vé số đó quý vị. Rón đi thiệt. Cái bữa mà chú đi về đó, con nghe có mùi hoại tử rất là nặng luôn á chú. Dạ. Còn bữa nay vô thì cũng đỡ rồi. Dạ. Còn ở nhà đi ít thôi. Dạ. Cũng đỡ rồi. Vừa rồi con có chia sẻ chú lên thì có được cô chú anh chị giúp đỡ cho chú không? Dạ có. Dạ. Có được nhiều không chú? Được tầm bao nhiêu tiền chú? Dạ cỡ 10 mấy triệu. 10 mấy triệu ha. Dạ. Dạ. Thì với gia đình của chú quý vị, bây giờ chú phải lo về thuốc men này, ăn uống này, rồi đứa con của chú quý vị, rồi chú phải đi bán vé số mỗi ngày quý vị. Mà hãy thấy rằng cái vết thương của chú rất là nặng luôn. Hôm rồi hãy đi lên thì gặp chú đi về và có vết thương, trời nó nắng quý vị là nó bị hoại tử ra, nó hôi dữ lắm. Rồi chú cũng phải cố gắng mỗi ngày để đi bán vậy đó. Mấy hôm nay thì hãy cũng nói với chú thôi, có cô chú anh chị giúp cho chú á. Thì chú nghỉ ngơi ở nhà, bởi vì thời tiết ở miền Trung của Hải mấy nay thì nó nắng rất là khủng khiếp quý vị. Nên là nói chú ở nhà nghỉ ngơi rồi xem thử là có cái cách nào đó không. Thì con chia sẻ lên thì cũng có nhiều cô chú anh chị đó ha. Cái chân của chú nó bị như vậy đó, mình trước giờ có đi tới bác sĩ có nói là mình tháo khớp hay là mình sao không chú, bởi vì giờ nó nặng nề nặng nhọc như vậy đó chú. Nặng đi thì trong ngôn nguyện vào nó thấy sống trong đầu đớn quá mà cũng thố cái khúc này đây chứ. Bác sĩ đang kêu thố là mất cái chân. Bác sĩ nó thố là giờ anh đi là ăn khó. Khổ chứ sống mà chịu đau miết để chịu cái nỗi. Thì sống dở chết dở thì. Dở là Khổ lắm. Đừng dỡ gì chú ơi, bởi vì dỡ ra nó bị những cái vết thương, vết lét quý vị. Mình quay lên nó bị vi phạm nguyên tắc cộng đồng của các cái trang mạng ha. Yeah. Cũng, vừa rồi chú dỡ là một lần thì hãy nhìn, hãy không dám nhìn luôn đó quý vị. Ừ, tay của chú này quý vị. Tay của chú, hai cái tay của mà sao chú bị hai bên tay luôn hả? À? Bị luôn cái tay này nè. Chân bên nó rút nè. Chân bên nó ngang ngang nữa đó. Dạ. Yeah. Nó trái mà cái chân này nó nhẹ hơn cái chân này. Chân này nó trực diện hơn. Yeah. Nó vừa rồi nó đau quá rồi phải đi lên xuống bệnh viện lễ bầu này. Nó yeah. Đau nhức quá này, giờ máu nó không lưu thông, nó tử trong này. Nó đau nhức lắm. Giờ là phải lấy máu tử ra. Khổ. Nhìn nó giống như một khúc cây cả nhà chứ còn. Nó giờ cứ ngắt ngắt đây. Không nó cứng luôn chú hả? Cứng ngắt này, không lưu thông máu được nên nó tức cái chân lắm. Không. Giờ cái chân này nó đơ rồi không gấp là được luôn á. Yeah. Đơ luôn có bằng chân luôn rồi. Nên là hồi vừa rồi con có chia sẻ lên thì nhiều cô chú nói là ví dụ những đau quá thì mình có thể tháo ra rồi mình mang cái chăn giả vô chứ. Yeah. Cái đó thì con cũng nghe cô chú anh chị chia sẻ vậy thôi. Yeah. Chứ còn mình cũng chưa biết được là như thế nào. Mà đôi lúc giờ cũng ưng nữa, thấy nó để rồi đau đớn mẫn màng nè. Đau lắm nha. Ngà mà phải cố yeah. Băng hai ba lần. Ngày phải tha băng hai ba lần. Đi ngủ giờ phải lên giường phải bỡ cái chân này, mình không giờ mình không nhích chân tự nhích chân lên được. Dạ. Yeah. Giờ nó đưa nó cứng cái chân này. Nhiều lắm. Ăn rồi cứ thúc của thon. Của thầy bằng miết rồi nè. Mà đi lại như vậy đó mà chú cũng đi xe đạp để chú đi bán với chú à? À. Ráng cũng đi quanh đây thôi, chứ không có đi xa. Dạ. Yeah. Quanh trong xóm làng này thôi. Yeah. Không thấy nó bị này giờ móng chân rồi đó, nó tiệt luôn, nó không lên nổi luôn. Móng chân là giờ là giống như nó bị cháy hết chứ chú hả? Cháy không lên luôn á. Đó không? Kiểu những quỷ diệt má quyết ở răng đó lại. Dạ. Không lên được. Không có sức mạnh như hồi xưa. Mấy năm mà chữ hủy luôn cái chân tác mà nó không lên nổi luôn nữa. Giống như tóc của đây quý vị này, tóc của cô thì bây giờ nó cũng khu này này. Nó có chắc tóc nó cũng trên da đầu nó cũng cứng vậy đúng không cô? Cứng. Rồi không còn mạch bá nữa em thấy. Không có nuôi được nữa, không nuôi được cái chân tóc này nó không lên nữa, nó triệt luôn rồi. Đây em trai thì cũng bị một bên này cả nhà. Em trai này bên mặt này nó bị đau anh xem thôi. Trời nó nhạt nhiều, mát cũng hơn. Thấy da bụng nó đồn cháy hết cái da bụng cam này. Dạ. Đây này nè, thấy không? Trời ơi bữa nay con mới thấy luôn này. Cái này bụng nó cháy hết da. Cháy da bụng luôn à? Ừ. Nó sinh nửa tháng nó bị cháy thấy cổ. Bà con nằm bên ơi. Ba thì nằm kho bản mẹ, nằm kho mát, còn hắn nằm kho nhi đó. Đố để. Vậy gia đình phải chịu cái cảnh này 24 năm rồi. 24 năm rồi. Đúng lúc là con trai của chú vừa mới sinh ra được mười mấy ngày tuổi quý vị. Đến bây giờ không rốt sống mày. Con sống với con muốn tìm đường vô đi trất chú. Sống trong đau đớn, nắng còn đỡ chứ vô trời mà mưa là đầu đó sợ. Nắng quá chịu cũng không nổi, mà nó mưa không chịu cũng không. Mưa thì nó đau nó nhức. Dạ. Nó mưa là nó nhức nó rát lắm. Rất. Dạ. Đi cũng khó nữa. Khổ. Và mưa là tới bón phải về phải đi trọ cái số nữa nha ba. Dạ. Trời mưa là cũng khổ. Vậy là mấy bữa nay chú nhận có được khoảng mười mấy triệu thôi. Dạ cầm mười mấy triệu. Thì cũng không có nhiều quý vị. Hôm nay thì con cũng đến đây thăm chú chút ha. Rồi con cũng trích quỹ trên kênh Cuộc Sống Miền Trung của con đó. Cô chú anh chị chia sẻ thì con gửi cho chú thêm ha. Để cho chú đi bệnh viện chú kiểm tra lại cái chân của chú sau nè. Thì con cũng chia sẻ thì cũng có nhiều cô chú anh chị góp ý với con hãy khuyên chú là nên tháo khớp cái đoạn từ đầu gối rồi xuống. Bởi vì cái đoạn này thì giờ nó cũng cháy hết trơn rồi quý vị. Mà nó bị hoại tử dưới này là không có lành luôn chú hả? Dạ, yeah, không lành nữa. Không lành luôn. Thì chú đi tới bệnh viện chú kiểm tra chú khóm thử sao. Yeah. Rồi bác sĩ có tư vấn gì đó thì chú có thể cho con hai con đồng hành. Yeah. Ví dụ như mà tháo khớp hay là có chân giả hay này kia đó. Yeah. Có thể hỗ trợ được cho chú như thế nào đó, thì con chia sẻ với lại chú. Yeah. Yeah. Chứ còn con nghĩ rằng lúc trước chắc chú cũng muốn là tháo lắm đúng không? Dạ, yeah, tháo trước chứ sống để đau lắm. Nhưng mà không có điều kiện để mình làm thôi. Dạ. Không có điều kiện rồi, cái này tháo ra rồi còn chân giả rồi này kia nữa đó ha. Chứ còn giờ con thấy chú đau đớn như thế này rồi bị hoại tử mà nó không lành. Đi nặng nề. Đi nó nặng nề, cái chân của vị giống như cái chân giống như cái cục khúc cai, khúc gỗ của vị, chứ còn không phải giống như cái chân đó này. Rồi đi là nó mang dép mà nó cứ rớt biết rồi đó. Như cái bằng chân nó dọn nó mất cũng giấc á. Dạ. Mang dép mà cứ rớt miết. Mang dép sợ ngón nó vừa đâu, mang dép nhựa nó cũng rớt. Dạ. Có ngón nó bóm mình dìu để mình đi thôi. Dạ. Bây giờ chú phải đi bán vé số để còn lo cho đứa con trai của chú này nữa quý vị. Hôm nay thì con cũng xin trích thêm của các cô chú anh chị trên kênh của con. Bởi vì cái hoàn cảnh của chú thì con không có nhận trực tiếp, mà con để số điện thoại và số tài khoản trực tiếp của chú luôn á. Cô chú anh chị thì gọi chú cho tiện. Ví dụ như hôm rồi cũng có chị nào đó chị cũng muốn tới nhà chú thăm chú thì chú có thể là chú đọc địa chỉ. Còn con thì con ví dụ như hoàn cảnh nào bất đắc dĩ thì con đứng ra là con nhận giùm. Ví dụ như là gia đình đó không có số tài khoản hoặc là không có số điện thoại thì con đứng ra con nhận để mà con trao. Còn cái này là chú có điện thoại rồi chú có số tài khoản ngân hàng nữa thì nó rất là tiện cho chú. Và ai mà muốn gọi chú hỏi thăm rồi có thuốc men gì đó, rồi có thể tư vấn cho chú trực tiếp thì nó sẽ tiện hơn. Con chỉ có con đứng ra kết nối thôi. Thì hôm nay con cũng trích theo quỹ của trên các cô chú anh chị trên kênh của con ha. Thì con cũng xin trích của chú Trúc Bùi là 1 triệu. Đây là cái cô chú gửi cho con này là của chú Diễm Bùi này ha. Chú cũng gửi cho con quỹ để con đi chia sẻ các mảnh đời bất hạnh miền Trung đó. Chú Trúc Bùi 1 triệu này. Cô Lệ, cô Lệ có gửi cho con 200 đô thì hôm nay là còn 1 triệu ha. Con cũng đã chia sẻ cho cô 4 hoàn cảnh rồi. Thì còn 1 triệu nữa thì con cũng trích gửi cho gia đình của chú Ôn ha. Rồi Facebook của cô Hiệp Huỳnh ha, là con cũng trích 1 triệu là 3 triệu. Chị Hai Ao ha, em chị gửi em 2 triệu thì em đã trích 1 triệu cho Hồ Khôi rồi, bây giờ còn 1 triệu thì em cũng trích cho hoàn cảnh của chú Ôn là 4 triệu. Rồi cô Hua Phan ha, cô cũng có gửi cho con 200 đô thì con chia sẻ bây giờ cũng còn 1 triệu nữa. Thì con cũng gửi cho hoàn cảnh của chú Ôn là tổng là 5 triệu. Rồi. Thì con gửi cho chú là 5 triệu. Con gửi cho chú 5 triệu để chú đi bệnh viện chú kiểm tra cái chân chú thêm sau ha. Chứ còn vừa rồi thì hãy chia sẻ thì chú cũng nhận được mười mấy triệu, chắc được 14 15 triệu chú hả? Dạ cỡ 12 triệu mấy. 12 triệu mấy hả? Cho 4 triệu nữa nè. Không, cái nó không tính, cái đó thì con trích ban đầu của mình là cũng 12 triệu mấy. Là cũng không có thấm thía vào đâu quý vị, với lại hoàn cảnh của gia đình chú quý vị. Thì hôm nay là hãy cũng trích thêm mình thêm cho chú một chút nữa ha, để cho chú có sức khỏe để chú lo cho gia đình. Bởi vì mấy chục năm nay thì chú cũng chịu cái nỗi bất hạnh về cái chân của chú quý vị, cũng rất là đau đớn rồi. Nên hãy cũng muốn chia sẻ thêm cho chú một chút nữa ha. Rồi con gửi cho chú Ôn, chú cầm luôn ha, là 1 triệu cho chú ạ. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Rồi đây quý vị, đây 5 triệu của chú ha. Rồi con gửi cho chú là 5 triệu của cô chú anh chị cô chú anh chị trên kênh của con đó ha, chia sẻ thêm cho chú ha. Để chú đi bệnh viện nha. Tôi cũng thay mặt gia đình, tôi cũng gửi lời tới chỗ kênh của chú Hải, cộng đồng mạng là đã tạo một điều kiện giúp cho gia đình tôi như thế này là cái điều rất là hoan hỷ. Tôi rất ghi nhận và cảm ơn chỗ kênh của cộng đồng của miền Trung, và trong đó có chú Hải đã tạo điều kiện, các mạnh thường quân đã quan tâm và chiếu cố giúp cho gia đình chúng tôi. Tôi rất ghi nhận và cảm ơn nhiều. Dạ rồi. Tôi cũng chúc là kênh của cộng đồng miền Trung là sức khỏe dồi dào, để có sức khỏe rồi để tiếp giúp cho những hoàn cảnh bất hạnh nằm trong hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi rất là ghi nhận và cảm ơn nhiều. Hoàn cảnh của chú rất là đáng thương quý vị. Chịu cái cảnh này đến 24 năm. rồi sống trong cái nỗi đau đớn bất hạnh đó quý vị ha. Thì nay Hải cũng muốn chia sẻ thêm một chút nữa để cho chú đi bệnh viện, chú kiểm tra cái chân, nếu như mà tháo khớp được hay là gì đó ha, chú có thể chia sẻ với con để cho cô chú anh chị biết và có thể giúp cho chú cũng như là cô và giống như con của cô nữa quý vị. Em thì bây giờ em cũng không có biết gì trơn, nói cũng không rõ nữa quý vị. Năm nay là 24, 25 tuổi rồi đây. Tay chân của em thì cũng bị khuyết tật một bên này cả nhà. Đó, chân tay thì bị một tay nhỏ với ti rồi. Còn cái tay này đó, cả nhà thấy không? Đó, nó không phát triển được. Cả bên này quý vị, hồi nãy em có đưa cái bụng ra ha. Một bên này là nó bị sét nó đánh nó cháy hết trơn rồi. Chục cần nó biết bao nhiêu là khổ lắm. Cũng như cộng đồng xã hội đồ cũng hướng cũng giúp đồ. Dạ. Hồi cái lúc đang bị đó, mà giờ hôm mấy năm bây giờ đã lại đây đâu. Dạ. Mấy năm đào ra vậy mua được miếng đất này. Bị dê giãn rồi. Dạ. Bón đất luôn. Má trừ mấy tỷ nhưng mà bón hết để lo hết đường nó. Rồi, hết lo, hết đường đi rồi, bón đất mà đó cho tao còn miếng đất mà đó nó cũng đỡ. Bón đất rồi hết đường đi cái bên ông nội của cho về làm đỡ ở đây đây. Dạ. Giờ con dạ con cũng nghe nói là nhà của chú đây thì cũng hồi xưa là cũng có cô chú Mạnh Thường Quân cũng giúp, chứ còn giờ mình đâu có điều kiện để làm cái nhà này đúng không? Không có chứ giờ bị rồi sao không làm được. Sống cái nhà để kiếm tiền ăn với thuốc con nè biết không? Sống để là cũng khó khăn lắm rồi. Mà cái thân cái xác đây còn bà con mà không giúp đỡ mà rồi nhiều năm quá rồi. Bà con ruột nhà mình kìa. Giúp đỡ nhiều năm quá rồi. Nhiều năm rồi. Không mệt mỏi. Không có mệt mỏi không được. Giờ nhà cửa cũng giúp đồ à, bạn bè đồ cũng giúp nữa đó. Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Giúp cái đoạn trên còn đoạn dưới nó đã làm 20 mấy năm rồi đó, giờ nó nhà cửa nó cũng xuống cấp không rồi. Dạ. Mưa thì tới mùa mưa là cứ để thay hướng quanh rồi ngúa giờ nó xuống cấp và nó dột hết. Dạ. Khổ tới mùa mưa là giống như sống trong mưa lũ nữa đó. Có nhờ cái đoạn trên lập tôn nên mình lên mình sinh hoạt trên này đó. Yeah. Khổ sống bởi đó bởi như thế này rồi giờ sống luôn cái cuộc sống có thực nhiều lúc cũng muốn tìm đường mua đi đó chứ không phải. Yeah. Sống khổ lắm, sống trong nó chịu đau đớn gồng mà chịu để mà sống, mà con nó còn dễ quá chứ con mà nó thành đạt ấy thì chắc mình cũng lo mình tìm đường đấy. Thiệt khổ sống cố gắng từng ngày rất là đau đớn cả nhà. Ví dụ như trong gia đình mà có một người bị ấy, là đã rất là khổ cực rồi. Cái này đến 3 người cả nhà, 3 người là cả nhà thấy là ai cũng bị rất là nặng luôn. Cô đây là cũng bị này. Giờ cô cũng chia sẻ vài hôm video trước là mỗi khi mà động trời hay là mỗi khi mà nắng mưa thất thường quý vị là đau nhức rồi cô lên cơn là nói chung là lên cơn. Đau là lên giường nằm phải không đó. Đứa em có hay bị lên cơn gì không chú? Ở đó nó bị động kinh đấy chú. Động kinh hả? Dạ. Giờ bị cũng phải lo cho hắn nữa. Dạ. Thì hôm nay hãy tới đây thì cũng chia sẻ lại nguồn cảnh của chú Ôn ha, để cho cô chú anh chị biết và đồng cảm với gia đình của chú. Và hãy cũng để cái số điện thoại của chú Ôn ở trên cái video này ha. Cô chú anh chị ai giúp cho chú hay là có thuốc gì đó hay là có cái cách gì đó ha, thì có thể liên hệ trực tiếp với chú Ôn để nó tiện hơn. Chú Ôn có thể đọc lại số điện thoại của chú một lần nữa ha, để cho mọi người có thể chia sẻ với gia đình của chú ha. Chú đọc đi ạ. Dạ, 0787 0787 535 535 238 238. Dạ, chú Nguyễn Thành Ôn ha. Dạ. Phải Nguyễn Thành Ôn không chú? Dạ, Nguyễn Thành Ôn. Dạ. Rồi, là chú Nguyễn Thành Ôn ha. Rồi, hãy cũng chia sẻ đây để cho cô chú anh chị biết luôn ha. Địa chỉ của nhà chú là bao nhiêu ạ? Tổ 3 thôn Dương Sơn. Tổ 3 thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ha. Dạ. Dạ rồi, cô chú anh chị có thể liên hệ và trực tiếp với chú để chia sẻ với chú ha. Dạ rồi, Hải cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Xin nha. Chào và tạm biệt tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Hải nha. Dạ rồi, để vậy chú ha, gia đình mình cũng chào cô chú anh chị ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình trong thời gian vừa qua để cho chồng tôi cũng đỡ đi đó, cũng đỡ ra cái đa đó. Dạ. Xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Dạ rồi.